Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 5, trang 108 đến trang 111, văn bản 2 trước khi đọc. Hãy nêu tên những chuyện cười mà em biết, chọn kể một chuyện cười em cho là thú vị. Như vậy chúng ta sẽ nêu tên những cái chuyện cười mà chúng ta biết, ví dụ như là chuyện cười thầy bói xem voi, tam đại con gà, đi chợ, nhưng nó phải bằng hai mày. Rồi các em sẽ kể chuyện mà các em cho là thú vị nhất. Tiếp theo đọc văn bản. Chùm truyện cười dân gian Việt Nam, lợn cưới áo mới. Anh nọ tính hay khoe của, một hôm may được cái áo mới bèn mặc vào. Ra cửa đứng để mong có ai đi qua người ta khen, nhưng đứng từ sáng đến chiều chẳng thấy ma nào ngó đến. Đang lúc ấy, bỗng thấy một anh cũng có tính hay khoe của, chạy qua cửa hỏi to lên rằng: "Tôi có một con lợn cưới, bác có thấy nó chạy qua đây không?" Anh ta liền phanh hai vạt áo ra mà trả lời: "Này bác có lợn kia ơi, từ lúc mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy có con lợn nào chạy qua đây cả." Kho tàng truyện Tiếu Lâm Việt Nam Nguyễn Cừ, Phan Trọng Thượng biên soạn sưu tầm chọn tuyển. Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 2001, trang 184. Treo biển. Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: "Ở đây có bán cá tươi." Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo: "Nhà này xưa nay quen bán cá ương hay sao mà bây giờ lại phải đề biển là cá tươi." Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ tươi đi. Hôm sau có người khác đến hỏi cá, cũng nhìn biển, lên biển cười bảo: "Chẳng lẽ người ta đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là ở đây?" Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay hai chữ ở đây đi. Cách vài hôm lại có người khác đến mua cá, mua xong cũng nhìn lên biển cười bảo: "Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề có bán?" Nhà hàng nghe nói cũng có lý, liền bỏ hai chữ có bán đi, thành ra chỉ còn mỗi một chữ cá. Trong bụng chắc giờ, từ giờ chẳng còn ai bắt bẻ gì được nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi nhìn cái biển nói: "Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần đầy những cá. Ai chẳng biết mà còn để biển làm gì nữa." Thế là nhà hàng cất cái biển đi luôn. Theo kho tàng truyện cổ Tiếu Lâm Việt Nam, Nguyễn Cừ, Phan Trọng Thưởng biên soạn sưu tầm chọn tuyển, trang 81-82. Nói dốc gặp nhau. Có một anh đi làm xa, đi làm ăn xa lâu ngày về làng. Bà con xúm đến hỏi chuyện lạ phương xa, anh nọ được dịp trổ tài nói dốc. Nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là chuyện này. Có một cái ghe dài không lấy gì đo cho xiết. Một người tuổi 20 đứng ở đầu mũi, bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột bờm thì đã già. Râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái. Trong làng ấy có một anh nói dốc, nghe thấy chuyện anh kia liền kể ngay một câu chuyện khác. "Thế đã lấy chi làm lạ, tôi đi rừng thấy một cây cao ghê gớm. Có một con chim đậu trên cành cây ấy, đánh rơi một hộp đa. Hộp đa rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm đâm rễ thành cây đa. Cây đa lớn lên sinh hoa kết quả, hộp đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi nảy lọc thành nhiều cây đa con. Cây đa con lớn lên sinh ra kết quả lại nảy ra đàn cây đa cháu, cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả." Anh chàng đi xa về, nghe thế cãi: "Làm gì có cây cao vậy, không thể tin được." Anh kia lúc đó mới cười: "Nếu không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ để đóng chiếc ghe của anh?" Kho tàng truyện Tiếu Lâm Việt Nam Nguyễn Cừ, Phan Trọng Thưởng biên soạn sưu tầm chọn tuyển, trang 220-221. Như vậy các em vừa theo dõi
chùm chuyện cười Việt Nam. Sau khi đọc trả lời câu hỏi 1. Các truyện lợn cưới áo mới treo biển nói dốc gặp nhau phê phán những cái tính xấu nào của con người. Thì các truyện này phê phán thói khoe của không có chính kiến và nói dốc. Câu 2. Đối thoại của hai nhân vật trong truyện lợn cưới áo mới có gì đặc biệt? Trong tình huống đó thì cái cách thoại và cách trả lời thông thường sẽ như thế nào? Thay vì trả lời vào trọng tâm câu hỏi thì họ lại khoe khoang những thứ không liên quan. Câu hỏi và câu trả lời thông thường sẽ là: bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không? Tôi không thấy con lợn nào chạy qua đây cả. Tiếp theo câu 3, tính cách anh chàng có áo mới trong chuyện lợn cưới áo mới được thể hiện qua những chi tiết nào? Thì tính cách của anh chàng này, của anh chàng có áo mới trong chuyện lợn cưới áo mới được thể hiện qua những cái chi tiết: ra cửa đứng để mong có ai đi qua, người ta khen, phanh hai vạt áo ra mà trả lời. Câu 4. Nhà hàng bán cá trong truyện treo biển đã hành động như thế nào trước những lời nhận xét của mọi người? Nếu là chủ của nhà hàng thì em sẽ làm gì trước những lời nhận xét đó? Thì hành động của nhà hàng đều nghe theo và bỏ một chữ ở trên biển đi. Nếu là chủ nhà hàng thì em sẽ suy nghĩ thật kỹ và tiếp thu ý kiến phù hợp. Câu 5. Ở truyện treo biển, sự lặp lại tình huống bị chê, gỡ biển nhiều lần có tác dụng gì? Tác dụng ở đây cho thấy kết quả của việc không có chính kiến cả nghe người khác. Câu 6. Có điều gì khác thường ở lời nói của hai nhân vật trong chuyện nói dốc gặp nhau? Thì sự khác thường ở chỗ những điều họ nói đều viển vông, không có khả năng xảy ra trong thực tế. Câu 7. Theo em, trong nói dốc gặp nhau, chi tiết nào tạo ra sự bất ngờ cho chuyện? Thì chi tiết tạo ra sự bất ngờ cho chuyện là lời đáp của anh chàng thứ hai. Câu 8. Đối với thói hư tật xấu của con người thì chuyện cười có thể đã kích lên án hay bông đùa, giễu cợt nhẹ nhàng, giáo dục, kín đáo. Em có nhận xét gì về sắc thái của tiếng cười trong mỗi câu chuyện ở bài học này? Thì sắc thái, giọng điệu là mỉa mai, châm biếm, tạo ra những cái yếu tố vô lý, thiếu logic, tạo nên tiếng cười phê phán những cái thói hư tật xấu. Tiếp theo viết kết nối với đọc, viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trình bày suy nghĩ của em về một cái tính cách đáng phê phán được nói đến trong những chuyện cười trên. Ví dụ đoạn văn. Chuyện cười là sản phẩm sáng tạo của trí tuệ dân gian, được lưu truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Chuyện cười được sáng tác không chỉ nhằm mang đến tiếng cười giải trí sau những phút giải lao, những cái phút giây lao động mệt mỏi, mà còn ngầm phê phán những cái thói hư tật xấu, qua đó gửi gắm những bài học ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Khoe khoang là một trong những cái hành vi của tính cách con người, nhằm gây sự chú ý bằng cách nói ra cái tài, cái giỏi của mình cho người khác biết, hay tìm cách che giấu sự thua kém không bằng người khác. Khoe khoang tuy là một cái đức tính không thật sự tốt, song trong một số trường hợp cũng mang lại mặt tích cực. Nhưng hãy biết cách khoe khoang một cách nhẹ nhàng và tế nhị. Nếu chúng ta phô trương là quá tự tin, tự kiêu, khoe khoang quá đà, biểu hiện của thói quen xấu. Hình ảnh người phô trương sẽ không được tôn trọng của mọi người, thậm chí mọi người coi thường. Những người phô trương sẽ khó nhận được sự tin tưởng. Họ chạy theo danh hảo và nó cản trở sự thành công của họ. Nếu chúng ta khiêm tốn, thiết thực,
là biết mình biết ta, nó là cái biểu hiện của lối sống chân thật, chân thành của những phẩm chất cao quý. Nó nâng cao cái giá trị của mỗi con người. Ta sẽ được mọi người trân trọng, đề cao, sẽ có thành công trong cuộc sống. Mỗi cá nhân bằng những cái hành động cụ thể thì có thể đóng góp cho cộng đồng, không chỉ giúp cho bản thân nâng cao năng lực, hoàn thiện nhân cách mà còn thúc đẩy xã hội cùng tiến bộ phát triển.